Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ tư ngày 24 tháng 2 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin kế hoạch hoàn hảo của cha con Nguyễn Tấn Dũng né đòn Nguyễn Phú Trọng. Hầu hết các quan chức của Đảng Cộng sản Việt Nam tiến thân theo một nguyên tắc chung. Tuy nhiên, vẫn có những ngoại lệ. Muốn vào Bộ Chính trị thì trước hết phải vào Ủy viên Trung ương. Nếu ai được ưu ái thì chỉ cần một nhiệm kỳ Ủy viên Trung ương là vào Bộ Chính trị như ông Võ Văn Thưởng và ông Trần Tuấn Anh. Lẽ ra ông Nguyễn Thanh Nghị cũng sẽ tiến thân như vậy. Nhưng vì ông Nghị đang bị đối thủ của ông cha quyết cản đường nên Nghị và cha bàn kế hoạch đi đường vòng chứ không thể đi tắt như Trần Tuấn Anh hay Võ Văn Thưởng được. Kế hoạch đi bước đường như sau. Bước 1 là Ủy viên Trung ương quản lý địa phương. Bước 2 là Ủy viên Trung ương nhưng quản lý ở Trung ương. Và bước thứ 3 là vào Bộ Chính trị. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Tấn Dũng tính đường binh nghiệp cho con trai rất kỹ lưỡng. Nguyễn Thanh Nghị vào Ủy viên Trung ương Đảng khóa 12 và về Kiên Giang là ông ta đã hoàn thành giai đoạn quản lý một địa phương. Đến Đại hội 13 mà nếu không có lực cản của ông Nguyễn Phú Trọng thì ông Nghị hoàn toàn có thể vào Bộ Chính trị. Đây là con đường tắt dành cho những hạt giống đỏ có thân thế khủng như ông Nghị. Tuy nhiên với ông Nghị, giờ đi đường vòng đã là thành công rồi. Và việc được bầu vào Ủy viên Trung ương Đảng ở nhiệm kỳ thứ 2 có thể nói là thành công bước đầu. Tuy gian nan nhưng không bị kỷ luật rồi cách chức hay bị kỷ luật rồi sau đó đá rớt khỏi Trung ương Đảng thì xem như sự nghiệp chính trị của ông Nghị chấm dứt. Qua quan sát, mạng xã hội và cộng đồng cho rằng ông Nghị đã vượt qua lực cản một cách ngoạn mục. Từ địa phương mà nhảy vào Trung ương thì có tới 3 nơi để vào. Thứ nhất là Ban Bí thư, nơi này do Nguyễn Phú Trọng làm chủ trì từ 10 năm nay. Thứ nhì là Chính phủ, nơi này do Nguyễn Xuân Phúc làm chủ và sắp tới là ông Phạm Minh Chính sẽ làm chủ. Và thứ ba là vào Quốc hội, nơi đây do bà Nguyễn Thị Kim Ngân làm chủ. Trong ba nơi đó thì Ban Bí thư là nơi tốt nhất để đầu quân. Chính ông Võ Văn Thưởng lần đầu tiên ra Trung ương đã đầu quân vào Ban Bí thư của Nguyễn Phú Trọng và ông Thưởng đã vào Ủy viên Bộ Chính trị ngay sau khi mới chỉ một nhiệm kỳ làm Ủy viên Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nơi thứ nhì mà có thể tiến thân được là Chính phủ. Từ người quản lý một tỉnh ra Trung ương và Chính phủ thì sẽ nắm được một bộ. Từ vị trí Bộ trưởng nếu nỗ lực tốt thì vào cơ quan của Bộ Chính trị cũng rộng mở. Ông Trần Tuấn Anh khi nắm Bộ Công Thương một nhiệm kỳ thì vào Bộ Chính trị và nắm trưởng ban Kinh tế Trung ương. Nơi thứ ba là Quốc hội. Nơi này thường tiếp nhận các ủy viên Trung ương hết thời. Hầu hết các ủy viên Trung ương khi giặc về đây thì xem như con đường công danh không còn hy vọng gì nữa. Với ông Nguyễn Thanh Nghị, muốn vào Ban Bí thư thì khó vì Ban Bí thư là lãnh địa của ông Nguyễn Phú Trọng nên không dại gì ông Nghị vào đó ngay. Được biết Ban Bí thư là nơi chứa tới hai loại nhân vật trái ngược nhau. Thứ nhất là loại thăng tiến cao như Võ Văn Thưởng, Phạm Minh Chính, Phan Đình Trạc, Nguyễn Hòa Bình vân vân. Và đồng thời nơi đây ông Nguyễn Phú Trọng cũng trưng dụng là chứa các quan chức sắp bị xử lý. Trường hợp của ông Đinh La Thăng là ví dụ. Ông Thăng sau khi bị tước bỏ chức Ủy viên Bộ Chính trị và chức Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh thì ông Trọng đưa về làm Phó Ban Kinh tế để chờ xử lý. Hay mới đây ông Nguyễn Phú Trọng đã đưa cựu Bí thư Hà Nội Hoàng Trung Hải về làm Phó Ban Văn kiện Đại hội. Đây là hình ảnh cho rằng không đời nào ông Nguyễn Tấn Dũng để cho Nguyễn Thanh Nghị lọt vào Ban Bí thư. Vậy với trường hợp Nguyễn Thanh Nghị thì sao? Giả sử như Nguyễn Thanh Nghị quyết định chui vào Ban Bí thư để tiến thân thì ông Trọng sẽ sắp xếp ông Nghị vào loại nào? Hạt giống hay loại tội đồ chờ xử lý đây? Với tiền án bị cáo buộc sai phạm đất đai ở Phú Quốc, nếu ông Nghị chui vào Ban Bí thư thì sẽ không còn cửa tiến thân. Và cuối cùng, theo quan sát thì cho rằng chọn con đường đi an toàn chậm mà chắc là ông Nguyễn Tấn Dũng đã làm. Thực ra khi đứng đầu một Ban Bí thư để dễ vào Bộ Chính trị hơn là đứng đầu một bộ trong Chính phủ. Tuy nhiên với ông Nghị thì chui vào Ban Bí thư chẳng khác nào chui vào hang hùm, lành ít dữ nhiều. Tuy là bộ trưởng của một bộ trong Chính phủ, cơ hội vào Bộ Chính trị thấp hơn, nhưng nơi đó là nơi mà cha ông Nguyễn Thanh Nghị đã từng làm chủ, nơi đó cũng còn lắm người đang mang hàm ơn ông Nguyễn Tấn Dũng, nên ông Nguyễn Thanh Nghị chui vào đó là khá an toàn. Đây là hình ảnh, vào năm 2016, ông Nguyễn Thanh Nghị lùi về Kiên Giang là bước lùi an toàn. Dự tính của ông Nguyễn Tấn Dũng là nếu năm 2016, tại Đại hội 12, nếu bản thân ông được ở lại Bộ Chính trị thêm một nhiệm kỳ nữa, thì ông sẽ bố trí cho Nghị chức Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Tuy nhiên, vào năm 2016, khi đó ông Nguyễn Tấn Dũng bị ông Nguyễn Phú Trọng đá ra khỏi Bộ Chính trị, thì cha con ông Nguyễn Tấn Dũng đã kéo nhau về Kiên Giang xây dựng cơ sở ở đó vững vàng rồi ra Trung ương sau.
Đấy là bước lùi của ông Nghị, nhưng không còn cách nào khác vì tại Trung ương, quyền lực của ông Nguyễn Tân Dũng đã hết và Nguyễn Xuân Phúc là con người mà Nguyễn Tân Dũng không tin tưởng nên không thể để ông Nghị trú lại tại Bộ Xây dựng được. Nếu để ông Nghị ở lại Bộ Xây dựng thì có thể nay ông Nghị là ứng viên vào Bộ Chính trị. Tuy nhiên đó là nếu không bị kỷ luật. Chứ còn ở cấp bộ mà dính đến kỷ luật thì xem như hết đường tiến thân. Về Kiên Giang là bước lùi, tuy nhiên bước lùi này an toàn hơn. Sự kiểm soát của ông Nguyễn Thanh Nghị ở tỉnh Kiên Giang rất chặt chẽ, sẽ hiếm có trường hợp ai dám tố cáo ông Nghị ở Trung ương. Tuy nhiên ở cấp bộ thì quản lý trên phạm vi toàn quốc, ông Nghị sẽ không thể kiểm soát hết được ai muốn tố cáo ông Nghị với Ban Bí thư hoặc Bộ Chính trị. Đó là lý do tại sao Nguyễn Thanh Nghị phải lùi mới có thể tiến được. Phạm Minh Chính thì nhảy ngang qua chính phủ là cơ hội lớn cho ông Nghị. Từ năm 2011 đến năm 2016, ông Nguyễn Xuân Phúc là Phó Thủ tướng thường trực và là người gần ông Nguyễn Tân Dũng nhất. Khi đó, Phạm Minh Chính còn đang làm Bí thư tỉnh Quảng Ninh. Theo lý mà ông Nguyễn Xuân Phúc gần Nguyễn Tân Dũng hơn thì ân nghĩa nhiều hơn. Nhưng không, ông Nguyễn Xuân Phúc lúc đó mong ông Nguyễn Tân Dũng rớt Ủy viên Bộ Chính trị khóa 12 để ông ta có thể lên được ghế Thủ tướng. Đây là những thông tin nội bộ tuồn ra. Vậy nên, tuy ông Nguyễn Xuân Phúc và Nguyễn Tân Dũng có gần thật nhưng ông Dũng hiểu ý của ông Phúc, ông Dũng không tin tưởng vào ông Phúc cho lắm. Còn với ông Phạm Minh Chính thì khác. Ông Chính là Bí thư tỉnh Quảng Ninh, dự án đặc khu kinh tế Vân Đồn là một đặc ân mà Nguyễn Tân Dũng chuyển qua tay ông Phạm Minh Chính thực hiện. Đây là dự án bước ngoặt đã đưa Phạm Minh Chính tiến nhanh lên chiếc ghế Thủ tướng ngày nay. Có thể nói ông Phạm Minh Chính và ông Nguyễn Tân Dũng có ân tình khá sâu đậm. Chính vì vậy mà ông Nguyễn Thanh Nghị đã né làm Bộ trưởng dưới tay ông Nguyễn Xuân Phúc nhưng lại dưới tay ông Phạm Minh Chính. Nguyễn Thanh Nghị ra Trung ương thì cần phải có một cái dù đáng tin cậy để che chở. Đặc biệt là ra Trung ương gần mặt trời Nguyễn Phú Trọng thì cần phải có dù che nắng. Nếu không, mặt trời sẽ thiêu đốt mất sự nghiệp chính trị của ông Nghị. Đây là hình ảnh ông Phạm Minh Chính là người mong Nghị có thể liên minh. Lần này Trung ương có thể nói là ông Nghị khá may mắn. Nếu không phải là Phạm Minh Chính làm Thủ tướng, ông Nghị ra làm Bộ trưởng Bộ Xây dựng thì lành ít dữ nhiều. Nguyễn Thanh Nghị sinh năm 1976, hiện nay mới chỉ 45 tuổi, còn rất trẻ nên bây giờ mới bắt đầu chức Bộ trưởng chưa phải là muộn. Nguyễn Thanh Nghị có bằng tiến sĩ khoa học kỹ thuật xây dựng, cao cấp lý luận chính trị, từng làm Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh và có khoảng thời gian làm Thứ trưởng của Bộ Xây dựng. Bộ Xây dựng là nơi thuận tiện cho ông Nghị thể hiện tiến thân và dưới trướng ông Phạm Minh Chính, Nguyễn Thanh Nghị rất cần liên minh lâu bền với ông Chính để có thể trèo lên nấc thang cao hơn sau này. Và dư luận tiếp tục cho rằng sóng gió đã qua nhưng chưa qua hẳn. Việc điều động ông Nguyễn Thanh Nghị được báo chí mô tả là phát huy tối đa kinh nghiệm của đội ngũ cán bộ ở các lĩnh vực có am hiểu sâu khi về Trung ương, tạo nguồn cán bộ cấp chiến lược khi cần thiết trực bố trí và sử dụng. Tuy nhiên, thực tế thì giấy am hiểu cho rằng việc điều động là kế hoạch cân nhắc hay triệt hạ đối tượng. Nó tùy thuộc vào vị trí thuyên chuyển. Chính sách thuyên chuyển cán bộ nó có hai mặt. Mặt phải thì nó là tạo kinh nghiệm lãnh đạo. Nhưng mặt trái là quá trình đấu đá và nâng đỡ nhau rất phức tạp trong Đảng Cộng sản Việt Nam. Theo nguyên Phó Ban Tổ chức Trung ương phát biểu trên báo chí nhà nước, thì ông cho rằng với nhiều trường hợp Bí thư tỉnh ủy được điều động làm Thứ trưởng, nếu người nào còn tuổi, uy tín tốt, tương lai có thể tiếp tục được quy hoạch làm Bộ trưởng. Nhưng không phải tất cả là như vậy, mà cũng những người đó cũng sẽ có những cương vị trí Thứ trưởng đến khi nghỉ hưu. Việc thuyên chuyển đâu phải lúc nào cũng dụng ý như nhau cả. Việc điều động Bí thư tỉnh ủy về làm Thứ trưởng đều trong trường hợp ông Nguyễn Thanh Nghị là có bàn tay của Nguyễn Tân Dũng, nên vấn đề này mang tính tích cực cho người được thuyên chuyển. Có thể nói lần thuyên chuyển này còn dấu ấn sâu đậm của ông Nguyễn Thanh Nghị khi sự ảnh hưởng của ông còn đáng kể. Chứ còn sau 5 năm nữa thì e rằng sự ảnh hưởng của ông Nguyễn Tân Dũng không còn nhiều, thì ông Nguyễn Thanh Nghị cũng cần phải tự tạo thế đứng vững chắc cho chính ông. Đây là hình ảnh gia đình ông Nguyễn Tân Dũng, giờ chỉ còn có Nguyễn Thanh Nghị là một người có khả năng đi vào chính trường. Hiện nay ông Nghị đứng dưới trướng của ông Phạm Minh Chính là tạm an tâm, nhưng chưa thể an tâm hẳn khi mà Nguyễn Phú Trọng vẫn còn đang trong nhiệm kỳ thứ 3. Có thể sóng gió đã qua đối với gia tộc họ Nguyễn Tân Dũng nhưng chưa qua hẳn. Nó tùy theo sức của ông Nghị có vững hay không. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.d ngày hôm nay thứ Tư ngày 24 tháng 2 năm 2021.
với bản tin kế hoạch hoàn hảo của cha con ông Nguyễn Tấn Dũng né đòn Nguyễn Phú Trọng. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.